đạo đức không có thực sự đấy, mình nói suông nói miệng. À, bây giờ thầy nói gì, mình nói cho mấy con cái này. Bây giờ trong cái lớp học dạy cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu thôi. À, dạy trẻ con cái lòng thương yêu. Nhưng mà lý thuyết rồi thì nó như thường. Nhưng mà dạy trẻ con cái lòng thương yêu á, nó thấy những cái câu chuyện mà thầy đem ra cái sách đạo đức mà dạy đức hiếu sinh á, thầy đem một cái câu chuyện của một cái cậu bé. À, nó trời mưa đó, những cái con sâu nó ở trong cái hang đất đó, nó không bị ngập đó, nó bò lên. Cậu bé này đi học mà thấy những con sâu này, cậu mới nghĩ người ta đi, người ta dặn nạn, nó chết tội. Chỉ cái lòng thương của cậu thôi, cậu mới bắt những con sâu này, cậu ngồi rồi cậu bắt những con sâu này, cậu mới bỏ nó xuống vào những cái lỗ, đừng có cho người ta dặn đạp chết. À, cái lòng của cậu nghĩ vậy thôi. Nhưng mà cậu bé này đi học trẻ, bị lo bắt mấy sao, mà khi bắt bỏ hết mấy sao thì tới trường trẻ người ta vô học hết rồi. Cô giáo mới gọi điện thoại nói thằng B A nào đó nó đi học bữa nay trễ đó, báo cho phụ huynh biết nó đi trễ. Thì cậu ở lớp đó, thì cậu cũng bị cô giáo phạt, nhưng mà cậu chấp nhận điều phạt của cô giáo. Xong rồi về nhà thì bà mẹ mới hỏi cậu bé đó, con bữa nay con đi học trễ phải không con? Không phải, con đi học trễ mẹ. Con đi đường mà con thấy có mấy con sâu nó vò lên, mà nó đi như vậy sợ người ta đi, người ta hay dặn đạn, nó chết tội nghiệp. Cho nên con bắt được con bỏ xuống cái hang lại của nó để cho nó khỏi dặn đạp chết. Bà mẹ bà nghe đứa con nói, bà ôm đứa con, bà khóc. Bà thấy nó biết thương yêu. Thương yêu là gì? Nó là cái đức hiếu sinh. Đó là cái chuyện đơn sơ thôi, mà nó cũng ghi cho người ta thấy được cái đức, cái lòng thương yêu. Còn chúng ta thấy tàu kệ, chúng ta cũng đi thôi mà. Cũng như bây giờ mình đi đường vậy, chứ thấy người ta đụng xe té đó cái mình bỏ đi luôn, vô đây coi chừng người ta đổ mình, coi chừng mình đụng rồi đó. Thì cho nên mình cũng phạt thôi, ai làm gì làm thôi, mình tránh được, mình mặc cảm lắm cho mình cứ bỏ qua. Chứ sự thật không phải vậy, cái đức hiếu sinh không cho phép chúng ta làm gì đó. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những hậu quả. Cho nên học đạo đức là phải học từng cái chút, từng cái điều kiện. Ví dụ như học đức hiếu sinh, bắt buộc học trò phải đi phải nhìn giữ bằng chân để tránh không dặn đạp lại chúng ta, tập cho nó thành quen mấy thôi. Nhưng mà không ngờ đó là đức hiếu sinh cẩn thận, nó giúp cho, mà nó tập rồi nó thành có thói quen, mà thành có thói quen rồi nó đi học thì nó đi về nó cẩn thận, nó không có chạy hao hao nữa đâu. Thế nên mấy con em dạy đạo đức hiếu sinh là dạy qua hành động. Bây giờ dạy đức lễ cũng phải dạy qua hành động chứ. À, ví dụ như bây giờ ở đây có một dãy trường là có 5 lớp học. À, cấm đánh thì học trò phải tan học, nó chạy ra gì, các lớp ùa nhau chạy ra. Còn cái lớp mà cái người dạy đạo đức họ không cho học trò ra đâu. Các con chờ cho những cái lớp khác người ta về, rồi mình là những người đi sau cùng. Đó là đức lễ, tôn trọng người khác, không tranh giành. Đó là cái thứ nhất, để mình dạy cho học trò mình rồi. Thì sau khi tất cả mọi cái lớp học đi ra rồi, thì bắt đầu các con, mấy em học trò đó, bắt đầu đứng dậy, mình phải chào nhau, chào thầy cái đã. Thấy không? Bây giờ thầy chào lại học trò, học trò chào thầy, thầy chào, đó là đức lễ rồi. Phải dạy nó, hành động nó sống hàng ngày vậy mà. Vô lớp phải chào nhau như thế nào. Rồi bắt đầu thầy trò chào nhau rồi, thì học trò đứng im lặng đó, ông thầy sẽ cặp tác đi ra khỏi, đến cái địa điểm đứng đó chờ học trò rồi. Thì tất cả học trò cái lớp mà cái hàng vàng ở ngoài cửa họ đi trước tới kế, chứ không phải là ở trong này, ở trước đây ông chạy ùa ra, sách cặp tác chạy ùa ra không được đâu. Mình dạy trật tự đàng hoàng, đạo đức mà. Cho nên lần lượt cái bàn này, bàn bên tay mặt, bàn bên tay trái, rồi kế đó như vậy, lần lượt ra sắp hàng trước chỗ thầy giáo luôn, hai hàng. Do đó sắp xếp xong rồi thì bắt đầu thầy giáo mấy em bây giờ về nhà thì cũng được. Đó là mình dạy cái đạo đức tôn trọng, cung kính và trật tự. Các con thấy chưa? Rồi học trò nó còn nhỏ, nó đã biết rồi, nó quen, thì bây giờ hay quá rồi. Có phải đúng không? Nó quen, có thói quen nó rồi, nó đâu ra đó. Cho nên các con thấy khi mà còn tiểu học thì học trò còn đứng chào thầy, chứ lên đại học không chào. Thậm chí nó không biết ông giảng sư như thế nào, vô dạy nó ngồi đó nó học như thế nào, nó không cần biết. Đó là cái dở của chúng ta. Càng lớn chúng ta phải càng đạo đức, biết cung kính tôn trọng, cái đức lễ, phải thực hành cho nó như vậy mới hết được.